Xin chào các bác, hôm nay em đang nhận xử lý cái âm thanh của con Mazda CX-5. Nó những con này mà thợ bình thường lắp mà không để ý là nó hay bị cái hiện tượng này. Các bác có thể nhìn này, em đang để mức 0 này. Một này. Mức 1 thì nó kêu rất to, ngồi ở trong xe kêu rất to đấy. Nó to như thế này nó cực kỳ khó chịu luôn, mà cảm giác không muốn mở đầu nữa. Và nó bị hiện tượng hú theo chân ga. Ví dụ như là nó to như này này. Ấn tạm dừng nên nó hú rất to ở loa. Nhất là nó check, nó hú to và nó còn hú theo chân ga này, khi nổ máy này nó còn hú theo chân ga, nghe cực kỳ khó chịu luôn. Và cái hiện tượng này là đấy là bản chất của con xe này, nó có âm ly bên ngoài, cho nên là khi mình lắp vào mình không xử lý cái đường tín hiệu này mà cứ để cho trực tiếp từ công suất phát vào trong âm ly thì nó khuếch đại lên, nó to như thế này, nó to như này và rất nhiều cái vấn đề xảy ra. Ví dụ như là hú tiếng hoặc là nghe chất lượng âm thanh nó không còn được hay nữa. Ok, xong rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái xử lý luôn. Bây giờ phải tháo ra thôi. Trước tiên là các bác phải tháo ra nhé. Đây, tháo ra. Đầu tiên là các bác tháo từ bên đấy. Đây, con này thì tháo ra thì các bác bây giờ có thể đây. Tháo ra, các bác phải tìm đến cái đường tín hiệu. Đường tín hiệu. Đây, tín hiệu trực tiếp đây. Vâng, nhìn thấy đường loa, đây là cái đường bốn đường dây loa này. Tại sao nó to? Bởi vì nó khi nó đã khuếch đại qua công suất ở cái đầu này rồi, nó còn đưa xuống cái âm ly ở dưới xe nó còn khuếch đại thêm một lần nữa, cho nên là nó tín hiệu nó cực to. Nên các bác phải xử lý cái vấn đề này. Bây giờ bản chất nguyên tắc xử lý là các bác dù các bác cắt cái đường tín hiệu này đi và dùng cái cục để giảm bớt biên độ tín hiệu tiếng này xuống thì nó sẽ nhỏ. Và một cái lý do nữa là tại sao mình không đi trực tiếp vào đường AV này. Các bác đặt ra một câu hỏi, tại sao không đi trực tiếp cái đường AV tín hiệu tiếng này mà sao lại phải đi qua một cục giảm biên độ tín hiệu nữa? Bởi vì nguyên nhân là bởi vì khi cắm trực tiếp vào đây nó lại bị xung nhiễu tín hiệu. Không biết nó xung nhiễu kiểu gì, không rõ nữa, nhưng mà khi cắm trực tiếp vào đây nó bị xung nhiễu tín hiệu. Đó. Bây giờ em cắm mấy lần rồi không được, nên bắt buộc phải đi qua cục giảm biên độ tín hiệu từ cái loa đã khuếch đại công suất này xuống để đưa nó vào trong âm ly thì tín hiệu nó nghe nó mới chuẩn được. Và đây em có cái cục giảm biên độ tín hiệu này, cái cục giảm biên độ tín hiệu này, cục này là cục khá là xịn sò đấy, bởi vì nó có cái chỉnh luôn ở đây. Các bác muốn to nhỏ mức độ bao nhiêu là chỉnh ở cái chiết áp này luôn, chỉnh một phát là cái này nó chỉnh cho luôn cho cả hai kênh. Và con này nếu các bác lắp loa siêu trầm ấy thì nó còn, mà xe không có cái đường remote thì nó còn luôn có cái đường remote màu xanh xanh này. Đấu vào đường remote đấy nó sẽ tránh được cái hiện tượng kêu bụp 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 bụp. Đây, đơn giản chỉ là đấu qua cục này thôi. Con này nó có, bởi vì nó có bốn đường tín hiệu nên là phải dùng bộ hai cục layout giảm biên độ tín hiệu xuống. Hai màu này đấu cái cánh loa trước, hai cánh cặp loa trước, thì hai cái này sẽ là đấu cánh cặp loa sau. Bản chất là nó, em nói lại bản chất cho các bác xem nhé, là các bác hiểu nhé, nó đi qua cục này nó giảm biên độ tín hiệu xuống và nó có thể điều chỉnh được cái biên độ tín hiệu ở đây từ 0V cho đến 2V. Đó. Chỉnh ở đây mức nào cho bác phù hợp, nghe nó phù hợp là được. Và khi mình giảm biên độ tín hiệu này xuống thì gần như mình giảm gain đấy, thì âm ly nó không, cái tiếng xì xì từ nhiễu xung nhiễu từ máy phát lên thì nó không còn nữa và nó không bị hiện tượng xung tín hiệu. Em lắp nhiều rồi, các bác yên tâm nhé. Các bác nào mà bị lỗi này mang qua em mà xử lý cho nhé.